Ok, hai sao bạn nào quay trở lại với channel mình là Jumimin đây. Giờ hôm nay chúng ta đã có một con xe mới để review cho anh em xem. Con xe này là con xe trong bản official nha, trong bản update vừa rồi. Bản update siêu khủng khiếp. Chúng ta đã có một con siêu xe mới cáo. Ok, đầu tiên là mình thấy thiết kế của nó là có một logo hình kiểu như giống một con cáo gì á, con gì con gì mình chả biết, nhưng mà giống như một con cáo lai hổ. Không biết nó là cái gì, là anh em thấy logo như một con cáo lai con hổ vậy, chả biết là nói sao nữa. Chứ con hồ ly đi, logo hồ ly nha. Ở phía sau anh em thấy cái đuôi nó không, nhìn mình thiết kế tựa như chiếc McLaren, nhưng mà mình lại thấy cái hốc nước gió này hao hao T20. Mình không biết mở cửa cái cánh chim giống T20 nữa. Phải chăng đây là phiên bản 2 của T20 anh em à? Anh em theo mình đó nha, chứ không biết tên nó là khác hoàn toàn chứ không phải T20 nha. Nè, nhưng mà mình theo mình thấy nè, đó thiết kế này nè, anh em nhớ rõ không? Trên T20 cũng y chang như vậy. Đó, nên mình kêu phiên bản này là phiên bản thứ hai của chiếc T20 huyền thoại nha. Anh em nào đây, để mình lấy chiếc T20 ra cho anh em thật. Nó có mắt sắp có chính liền, thấy gốc y chang nên mình nói thôi T20 đó. Em thấy không, đây mình đặt cạnh nè đó, là chiếc T20 nha. Đầu tiên nè bạn, thấy hai cái hốc này không đó, cái hốc ngang nè, nói thiết kế của design của nó cũng tự tự với nhau thôi đó. Cửa cửa T20 nè, mở lên luôn, cửa này cũng mở lên luôn, cửa mở cánh chim ha. Nè cái hốc nè, thấy không, rõ ràng không, mấy cái hốc lấy gió kiểu tầng 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 này nè, bên đây cũng kiểu đó nhưng mà kiểu xéo qua một bên đó. Còn cái đuôi này thì giống McLaren hơn chứ không phải đuôi của T20 nha. Và cái cánh nước gió của nó nằm ngay đây nè, khi bạn chạy tốc độ cao cũng sẽ bung lên như T20 nữa đó. T20 cũng cánh nước gió đặt đây, chạy tốc độ cao bung lên đó. Để xem coi còn điểm gì giống nữa nè. Ở đây có ba gạch lướt gió thì đây có một gạch thôi, người khác cặp vành thì khác hoàn toàn rồi. Tôi sẽ vào nội thất bên trong xe ha. Oh yeah, đó, đó tiếng bô nè. Nội thất xe này thì khá là khủng khiếp đó, có một bảng số xăng tùm lum hết, về bảng official nó làm rất là chi tiết luôn đó. Mình theo mình nghĩ là phiên bản thứ hai của T20 nha. Đó, xe này dài hơn T20 một tí, dài hơn khoảng ô dài hơn hơi bị nhiều à. Dòng dòng sport nha các bạn chứ không phải dòng super đó. Nhìn tổng thể thì con này dài hơn, nhà nhìn nó cơ bắp, nhìn nó bự hơn T20. T20 nhìn nó thon, nó gọn hơn, nhưng mà chiếc này kiểu như mình thấy cái khả năng lướt gió của nó đẹp hơn, tại vì nó uốn một đường thẳng luôn như một mũi tên vậy. T20 nó hơi bị dẹp lép tí. Ôi chạy khá là bám đường, tiếng động cơ rất là gác luôn, nghe rất là gắt gắt vãi. Nghe tiếng nó nổ rồi, gắt vãi anh em à, mẹ tiếng nổ động cơ kìa, lùm bùm lùm bùm, nghe gắt vãi vãi lúa luôn á. Em chỉnh qua tiếng tiếng này gắt vãi luôn á, nổ nè đó mẹ, nổ nổ gắt vãi luôn, quá cua các thứ chạy rồi đi cuồng luôn. Ê một xuống thôi, cái phanh của nó khá là ok anh em ạ. Đó là cảm nhận của mình là chiếc này chạy hơi tê tái luôn á. Ta chưa ra cao tốc test nhưng mà có thể test đường này được trước, khả năng luồn lách của nó trong cái đường nhỏ nào quá tuyệt vời. Ôi khả năng ổn định hơi bị cao luôn, chúng ta đổi lên liên tục các thứ, vào cua tốc độ cao đảo qua đảo lại liên tục luôn. Để thấy không, khá là an toàn. Em nghe nè, tiếng nổ gắt vãi. Dạ, lo anh cho anh em nghe tiếng nổ, nổ xe luôn rồi.
tiếng này chạy buông chặt các bạn nhắn ra xong rồi buông ra ha, tiếng nó nổ gắt lắm luôn á. Vậy nè đó, nghe phê vãi này mà em, chiếc này chạy đi phượt rồi bá đạo thì chữ ghệ chơi, trời ơi quách vãi luôn luôn. Sao đụng xe lùng lách nè, đó lùng lách kìa, rất là linh hoạt luôn, chạy rất là linh hoạt. Dòng này là dòng sport nè, chạy tốc độ tầm khoảng 200 km giờ có thể chạy ok, nhưng mà lên cao quá nghĩ chiếc này chạy không ổn đâu. Để mình sang mình đổ coi, cái vành rất là đẹp, vành giống như là vành của trên chiếc Centano vậy á, nhưng mà vành hơi xấu, cái có cái chấm giữa, chấm giữa xấu. Cái vành này mình giá không được đẹp, xấu quá. Tốc độ max tốc độ luôn, max speed luôn, còn đang max speed chưa, 100 gần 100 mới 110 dặm anh em à. Tốc độ này là hơi bị thua T20 đó, để mình vào độ xem cái tốc độ này là thua T20 á, lên được 120 không, 113 rồi, vẫn còn số, vẫn còn dòng tua, vẫn còn dòng tua gặp. Nhưng mà đường này, cái đường này đường nhựa này nó gãi không phù hợp để chạy lên tốc độ cao. Mình lên cao tốc nè, ê ê mẹ băng ngang đường mày quá, chạy tốc độ cao rồi hắn lại không được. Xin qua đường, xin qua đường. Xin qua đường. Xin qua đường. Ok. Let's move. Tần tốc khá nhanh. Tần tốc khá nhanh. À, để mình tăng tốc từ 0% nữa coi. Đó, nước ra đầu khá là giật. Bắt đầu lấy lại tốc độ đó. Ồ, 80. Cảnh sát kìa, mấy cảnh sát này bắn tốc độ rồi. Ôi, cảm giác ngồi trong xe này khá là dễ lái đó anh em. Nó ngồi sát mặt đường luôn, cho tầm nhìn rất là tốt, cũng như là chúng ta có thể kiểu như quan sát kỹ xe mình có quẹt xe không. Đó, chúng ta có thể thấy bên trái của xe để có thể đo mà cái luồng lắc cái thứ. 114 rồi. Chào cua rồi, hồi giảm lại. Dẫn đi độ xe luôn. Hôm nay nhìn là hơi bị bét á. Con này giá tầm khoảng 500.000 đô thì mua được. Quá trời update xe mới anh em ơi, anh em nhớ like nhiều video này nha, cũng như bấm cho nút quả chuông để nhận thông báo nha. Mỗi ngày mình đều ra một video đó, nên anh em nhớ theo dõi. Không có ngày nào là không ra. Ú, 120 rồi. Khá nhanh. Nó lên được 120 rồi, tốc độ cũng bằng T20 thôi, không hơn nhiều lắm. Ok. Ồ, tiếng nổ gắt quá anh em à. Gắt. Bóc, chiếc này nước ra đầu bóc. Đây là độ quá nhiều option cho chiếc xe này. Đầu tiên là đầu giáp nè, phanh nè, cản trước. Chúng ta sẽ độ phiên bản max speed như thế này luôn. Sao nè, cái này thì chống va chạm á. Ok, độ luôn. Ui, cái này đẹp nè. Động cơ á, động cơ thôi. Cái gì vậy? Động cơ ở trong á, ô setup động cơ ở trong luôn. Cái mắt nhất thôi 1.500 đô. Ok, V8 à, không V12 kìa. Chúng ta để độ cái thanh ở ngoài nó quá chi tiết độ luôn nè. Này đẹp nè. Bô hả? Bổ bô luôn kìa, what the hell. Độ bô lớn nhất 4.800 nè. Đó, hai bô hình oval. Này cái gì đây? Mặt trước á, mặt trước xô cái động cơ ra ha. Nhất là carbon. Ồ, nhìn chắc phết. Gabit này, gabit mình bóng đẹp hơn.
Non Tóc Cabo 6 6 3.000 nè. Mà cái 3.000 đẹp á. Cái này đẹp hơn nè. Cái này ta, cái này nhìn giống cái mặt cười á, hai con mắt này, cái này cái miệng nè. Nhìn những xe trẻ em nè. À. Ủa cái này chắc phết, cái này chắc nhất. Đổi màu cái đẹp liền. Đèn cớm đi. Like à. Đèn xenon thôi đi, đèn LED đi. Đèn stop của nó đi. Monitor là ô cánh kính chiếu hậu nữa. Chiếu hậu màu hai đi. Biển số đèn luôn. Màu nè, ok để mình tinh chỉnh lại màu. Sẽ giống chiếc T20 của mình, trắng sọc sọc chrome. Chiếc T20 của mình là trắng sọc chrome nha, mà mình nhớ màu của xe mà. AY mình không nhớ, AY hay 4Y thôi, chỉnh AY cho sáng hơn, trắng sọc chrome đó. T20 của mình là vậy đó, chỉnh màu mình nhớ không, mà đổi hắt ở trong mà đổi hắt chơi nó hắt nó trắng luôn mới đẹp. Drop trước là gì đây, con secondary à, cái cánh nước gió để màu trắng luôn cho đồng bộ, vui đẹp quá anh em à. Chạy bước chân lên nè. Ủa cái body kit của xe chỉnh màu đen hơn, kit 21 nữa, quá đẹp, dầm siêu hấp luôn. Ôi đổi chiếc này tốn tiền tỷ đó anh em à, mé không đùa đâu. Phải đổi cặp vành thôi, cặp vành hai em thôi anh em à. Đó. Có vành mới không? Có vành mới nè. Mình nghĩ chiếc này phải đổi vành hai em thôi. Thôi đổi dòng sport cho nó đi. Xe sport phải đổi dòng sport thôi. Em này để mát mát tốc độ đi, để bánh carbon luôn. Màu blue đi, cho đen 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 mới đậm chắc bụi. Cửa sổ á, cửa bình thường đi. Ok xong rồi á. Wow, mắt mắt đẹp. Anh em thấy gì chưa? Mắt đẹp. Holy shit. Trời nạt lửa kìa. Timbo kìa. Mát đẹp anh em ơi. Chiếc này nó làm tôi tốn tiền dữ bay. Oh shit, bắt đầu mẹ bứt tóc còn nhanh hơn các bạn phiên bản gốc nhiều. Trời cánh nước gió bung lên liền anh em thấy không? Ừ, tiếng bồ gác quá, gắt quá. Nè, tăng tốc rồi. Rồi. Rồi, nẹt bô rồi, nẹt lửa rồi, nhìn nẹt lửa rồi. Thằng nào mới qua mặt tao? Thằng nào mới qua mặt tao rồi sao? Cho mày ứng nói nè. Tới 100 luôn rồi kìa. Rồi lên, có thể vượt qua 120 rồi. Nãy mình chạy ra đường cát. Ok để mình lên cao tốc phát 120. Chồng tôi vẫn còn mấy độ lên cái nó khác liền. Dạo vô kìa bao bám luôn. Nhìn y chang cái 20 T20 rồi từ đằng sau luôn. Mà có khác một tí thôi. Đèn ảnh rồi đèn sáng kìa. Đèn sáng mà soi cả cái hầm. 125 rồi. Mạnh hơn T20 rồi. Vận tốc tối đa là 125 độ là được gặp 10 5 6 dặm. 5 6 dặm mà gần mười mấy cây số á là là tăng được mười mấy km bây giờ đó. Quá quá đỉnh, quá đẹp. Anh em buông khi buông buông ga ga nghe tiếng côn nó nhả nè, nghe cái xèo cái đó. Đó, nghe phê không? Đó, buông ga ga nè. Đó, nổ. Độ lớp bóp, đẹp quá.
Rồi chiếc này mày đi mày. Ôi nó đã. Để từ thôi. Quá đẹp anh em à. Quá đẹp cho một cuộc tình. Chúng ta chạy siêu xe chúng ta phải từ từ thôi. Thằng nào láo kìa. Thằng bán tải này láo. Mày làm cái gì đó. Bóp coi. Dược. Nẹt bô. Nẹt bô. Sợ chưa mẹ. Đặt láo. Đạn đầu. Đạn đầu à. Dược nè, đá đen đó. Trời dược ơi, tránh đường. Tránh đường. Không cho dựa đúng không? Mẹ. Đó, chạy vậy đâu sợ. Ê, ê, ê. Cho tao qua, mẹ mẹ tao mày. Tăng tử độ ổn định nè, anh em phải test chạy dít dắt. Chạy dít dắt trên con xe trên mình trên đường cao tốc luôn. Phải điêu đó. Chuyển lên đột ngột như vậy nè. Liên tục luôn. Chạy luôn ở dàn góc tối đa nha. Đó. Ô trời ơi. Ha à, xử lý quá đẹp. Nè mình thử ngồi không nhìn thấy xử lý nè. Trời ơi, mấy xử lý đẹp quá anh em à. Thôi quá quá điều dễ dàng như này luôn, nó có thể lái thoải mái. Ai da vừa mới nói lái thoải mái thì cái kết. Đồ chứ pha đó mình không không biết có xe trước mặt. Có biết là mình xử lý được rồi. Mình lách qua cái mình tưởng hết xe rồi. Chứ mình nhớ lái góc nhìn thứ ba này. Ê cái gì? Không thằng què đi. Tự nhiên mày đổi đường hả mày? Tự nhiên mày đổi đường. Nghe là mình đang tính toán rồi bể kế hoạch liền, tình huống bất ngờ. Đó chạy vậy tụi nó biết teo nó thằng đéo này chạy kiểu đéo gì ghê vậy. Lạng lách đánh võng. Shit mẹ ba đám combo luôn rồi anh này lạng quá lạng quá chứ lạng rồi. Giờ trẻ trâu kìa, trẻ trâu chạy xe T20 ghi ghê vào tay của trẻ trâu. Mình quên kêu lộn T20 giờ T40 đi. Phiên bản thứ hai của T40 đã xuất hiện rồi. Cái xe được rất nhiều anh em yêu thích trên GTA 5 luôn. T20 phải nói là vừa đẹp vừa nhanh mà chạy ổn định nữa. Chiếc này phải nói là xuất sắc hơn chiếc T20 nhiều. Nếu mà độ lên nha. Nãy lúc chưa độ á thì chạy không ngang đâu. Nhưng mà độ lên rồi thì có thể là vượt qua luôn. Nó có ổn định. Anh em nhìn lách nè. Cứ như thế này vậy đó. Đụng xe tốc độ mát mà còn vậy đó. Oh shit. Mẹ chạy vô mấy cua khó chịu rồi. Luồn lách rất là đã luôn. Thấy không? Đánh lái liên tục. Xe rất là dễ kiểm soát luôn. Bạn nào mới chơi mà muốn chạy siêu xe, đua xe các thứ là thấy chiếc này bao phê. Luồn lách thì thôi rồi. Như cơm mẹ nấu. Drift luôn, thử drift cho anh em xem nha. Hồi đờ rip nó hơi bị quẩy đít nhẹ một phát. Chứ này phải đờ rip mà đờ rip tương đối dễ với các bạn luôn. Nhưng mà nó hơi bị quẩy đít một xíu à. Các bạn đừng có đè giống như qua cua bên trái á. Các bạn đừng đè trái nhiều quá, đè phân nửa là buông ra. Mấy chiếc khác mình phải đè hết luôn. Mà chiếc này thì khỏi. Oh shit, đụng xe. Để mình sửa lại cho nó tối ưu để đờ rip thử. Test xe lần này mình sẽ test hết các bạn xem luôn. Khả năng hay cái xe nào. Đó, thấy không? Vào cua chuẩn liền. Vào phân nửa là buông ra liền. Hôm nay không có cua nhiều nữa rồi riết ta. Rồi riết mình khuyên các bạn nên chạy 100 dặm trên giờ thôi, đừng chạy tốc cao quá. Chứ lại đợi riết những... Ê! Những cái cung đường dễ dễ như nè, đó. Bạn lúc xe nó quẩy đít á, các bạn đừng có khống chế nó lại. Đó. Và cua easy luôn.
Ô oh, xe xuống xong rồi. Cái đoạn này đều biết hơi khó. Tiếp tục nào. À, quăng đít quá, quăng đít quá. Cái này tính ra đều rip á thì không ngon đâu em à. Không ngon. Thấy xe này nó thiết kế rất là khí đồng học luôn. Nên cái kiểu như xe nó bị trượt trên đường á rất là khó. Chỉ có bạn phanh thai lại mới trượt thôi. Cái vào cua gắt quá cũng không trượt thế nè. Mình vào cua tốc độ cao nó không trượt tí nào luôn. Ê ê, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Lỡ tay. Cũng đời rip chỉ là đời rip đua xe thôi, chứ đời rip chuyên nghiệp thì chiếc này không nên nha. Mình sắp tới mình sẽ làm những xe mà có thể chiên đời rip cho anh em xem được. Chiếc này không phải chiên đâu, chiếc này chỉ chạy tốc độ thôi. Đời rip cho vui thôi, chứ chiếc này không phải mét đâu. Nè anh em thấy đừng có thấy đời rip mấy cua đã rồi, thích. Nè không phê lắm đâu. Mày xóa bức xe để đợi rip cho nó đã mày. Ngu người. Em cái hai video hôm nay thì chiếc xe này sẽ kết thúc tại đây ha. Nếu anh em yêu thích những clip review xe của mình nữa thì nhớ đừng quên like và subscribe channel của mình nha. Ok bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Oh yeah. Nhớ đăng ký kênh cũng như là nếu bạn có điều kiện hay donate để ủng hộ mình làm những siêu xe mới. Bye bye mọi người.